Mạnh, đeo kèm chỉ là trung trường. Bác chưa muốn vội bung sức ở những giây đầu. Dương Minh An, còn 5 giây cho Sài Gòn Hit. Dương Minh An ném khó, những bóng đi vào rổ và 3 điểm cho Dương Minh An cùng với đội chủ nhà. Và rổ không thành công của Samin Swin và đây là Kencho Buckley rất mạnh mẽ. Một tình huống lấy đà từ hơi xa và đã có N1 cho Sài Gòn Hit. Yonfield đột phá cũng không được. Hassan vẫn có Buckley ở phía sau và không hề dễ với Tuấn Anh, dù đó tình huống lên rổ trống trải. Và bây giờ thì cơ hội trở về với Sài Gòn Hit lại là Dư Minh An. Và tiếp tục có 3 điểm cho Dư Minh An. Dư Minh An tỏ ra nóng tay. Bảng rổ, trong đó có sân CIS. Đây là Võ Kim Bản. Tiếp tục là cú ném chính xác. Võ Kim Bản. Trong vòng 2 ngày cuối tuần, trận đấu giữa Sài Gòn Hit và Thăng Long Warrior đã được trở lại. Bóng đang trong tay của Kencho Buckley. Và cách biệt lúc này cũng chỉ còn là 2 điểm mà thôi. Lại là Võ Kim Bản ở góc 45 độ. Quỹ đạo quá đẹp, giọt rổ và lại là bắt. Vừa nghe tai nghe bình luận vậy, ngay lập tức nhắc tới anh thì anh lên tiếng. Cú thả floater tuyệt hay. Võ Kim Bản. Kencho Buckley lao lên với rất nhiều khoảng trống, tội gì không đột phá. Chỉ có 3 cầu thủ Thăng Long Warriors ở phần sân nhà khi mà Schoenfield vẫn đang thủ Buckley. Và trước mặt là Lê Hiếu Thành, quyết định đột phá của Buckley. Luồn quá hay. Buckley cực kỳ uyển chuyển. Thăng Long Warriors đưa bóng sang nửa sân rất nhanh. Thái Hưng đã bị block bởi Kencho Buckley. Schoenfield có rebound. Được chuyền cho Thái Quang. Đột phá chăng? Tiếp tục là cú block của Kencho Buckley. Block show của KB. Những nội bình của Thăng Long Warrior đang góp phần giúp cho Kencho Buckley cải thiện những chỉ số cá nhân. Tình huống Thái Quang đã rất bất lợi nhưng vẫn cố thực hiện một cú ném. Lê Quang kích ra cho Buckley. Sammy Swin giữ khoảng cách thì Buckley trả lời với một cú ném và cũng gặp rất nhiều khó khăn. Trực Nhân hay Dư Minh An liên tục bắt 1-1 đầy khó chịu. Cú ném xa chính xác của Tony Hoàng Tú. 3 điểm nữa và Sài Gòn. Các cầu thủ Sài Gòn Hit. Kencho Buckley phản công. Vẫn đang là Kencho Buckley. Có 2 điểm. Quá khó để ngăn cản. Còn tới hơn chục giây cho Sài Gòn Hit. Bài chạy rất hay. Khoảng trống cho Trực Nhân. Và phối hợp tập thể tuyệt vời. Trong đó thì Dư Minh An là người có 2 cú 3 điểm chính xác. Còn lại những cái tên như Kim Bản, Trực Nhân hay đánh chậm lại của Sài Gòn Hit. Team Will, Trực Nhân, Phú Vinh, cú ném trung bình, 2 điểm cho Phú Vinh, rất nhẹ nhàng. Dự lỗi khá tốt ở hiệp 2. Lúc này thì Võ Kim Bản đã trở lại sân, cả Hassan nữa. Hassan, còn gì đây, Phú Vinh di chuyển, quá hay. Tình huống chạy combo rất thông minh của Phú Vinh. Kim Bản có yểm trợ qua San Thomas cho Kencho Buckley. Kim Bản quyết định ném. 3 điểm của Võ Kim Bản. Lại là một Phú Vinh. Lại có khoảng trống cho Kim Bản. Và lại là một cú ném 3 để Kim Bản. Kim Bản có khoảng trống. Thêm một cú ném nữa. Nhưng lần này thì không có 3 điểm. Có rebound. Và tiếp tục là điểm cho Sài Gòn Hit. Lần này đến lượt Hassan. Tuấn Anh, Kencho Buckley đã đợi sân và sâu block của Kencho Buckley tiếp tục. Buckley ngay khi mà Thăng Long Warriors vẫn còn đang tấn công. Nhưng đúng là kể từ điểm đó thì họ chưa thành công thêm được một cú 3 điểm nào. Chúng ta sẽ kiểm nghiệm điều đó ở nửa sau. Còn bây giờ thì Kencho Buckley vẫn đang không thể ngăn cản. Của Sài Gòn Hit, họ thường tạo ra được cách biệt lớn nhưng sau đó có phần hụt hơi ở hiệp 3. Ngay lập tức là tình huống đáp trả của Phú Vinh. Điều chuyển bóng tốt, Dư Minh An. Bây giờ là Võ Kim Bản thực hiện cú ném 3. Và 3 điểm được thực hiện từ Võ Kim Bản. Vẫn rất... Tình huống di chuyển của Kim Bản chỉ là để hút người. Và người tấn công lại là Phú Vinh. Hit cần phải thi đấu tập trung. Phú Vinh đã yểm trợ cho KB. Dư Minh An quyết định ra tay. 3 điểm của Dư Minh An. 12 điểm và chưa thể nói trước điều gì. Võ Kim Bản. Tiếp tục là một quả hoa của Võ Kim Bản. Sau nữa cho Kencho Buckley. Đã đạt KPI. Tất nhiên là Kencho Buckley sẽ chưa dừng lại ở đây. Người có điểm là Phú Vinh.
ràng là Sài Gòn Heat đã có những sự chấn chỉnh sau những trận đấu gần đây gặp nhiều khó khăn ở hiệp 3. Thêm một block lại là Thái Quang. À hay. Và phối hợp quan trọng tài review thì không ngoại trừ khả năng là John Field cũng phải nhận án phạt bổ sung. Kenchel Barkley vừa bị cụng đầu rất đau. Còn Hassan thì mang về thêm 2 điểm cho Sài Gòn Heat. Phòng trống cho Dư Minh An, người đã có 3 cú ném vàng ngày hôm nay. Vẫn có rebound của Hassan. Và tấn công và công còn lại. Vì như vậy thì lối chơi phần nào cũng sẽ bị mất cân bằng và đối thủ cũng có những phương án để tính toán hiệu quả hơn. Có điểm cho Sài Gòn Heat. Rất chậm rãi, không cần phải vội vàng. Chuyền cho Hassan, được tạo rất hay của Phú Bình. Và Hassan Thomas có thêm 2 điểm nữa. Bắt bóng thành công của cầu thủ Phạm Warrior. Và bây giờ thì không có ai để cản Hassan Thomas. Cú rổ lần này thì chắc chắn là không thể chừa được nữa. Ngay cả với lực lượng hiện tại, Sài Gòn Heat cũng đã chứng tỏ mình là ứng cử viên số 1 ở chức vô địch của VA mùa này. Và nếu có thêm rất khéo, khả năng handle tuyệt vời, nhưng cuối cùng thì Tony Hoàng Tú đã mất bóng. Và có end one. Còn nếu họ có mặt trên sân thì sẽ là những chiếc điện thoại sẵn sàng lưu lại khoảnh khắc này. Khoảnh khắc này với Hồng Phúc có thể là lịch sử, sẽ là những kỷ niệm ngọt ngào.